Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh tràn về đã khiến cho gió ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ chuyển hướng sang Đông Bắc và hoạt động mạnh dần lên mức cấp 5 cho đến cấp 6. Vùng biển ngoài khơi, khu vực ở phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thì gió Đông Bắc cũng mạnh lên mức cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa do nằm xa về phía Nam, nên thời tiết không biến động nhiều. Tuy nhiên, đáng lưu ý là tại đây vẫn có mưa rào và dông rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Ngoài ra, trong các cơn mưa dông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Dọc theo các vùng biển ven bờ khu vực miền Trung, sóng gió không mạnh nhưng cũng có mưa rào rải rác ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Trị và ở ngoài khơi khu vực cửa Nam Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Đông Bắc có cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Theo dự báo, đợt không khí lạnh lần này lệch về phía Đông sẽ nhanh chóng suy yếu, nên từ đêm mai 21 tháng 12, cường độ gió ở hầu hết các vùng biển này sẽ suy giảm và tình trạng biển sẽ trở lại trạng thái ổn định từ ngày 22 tháng 12. Đến với thời tiết trên các hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc có cường độ ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển trên 2 mét. Từ ngày mai thì cùng với sự suy yếu dần của không khí lạnh thì gió trên khu vực này sẽ giảm xuống mức trung bình, tình trạng biển dần ổn định trở lại. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận bao gồm cả tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai thì gió Đông Bắc hoạt động ở cường độ mức cấp 5 nên chỉ phần nào ảnh hưởng đến các tàu thuyền có trọng tài nhỏ. Riêng ở phía Nam khu vực, vùng biển từ Bình Thuận có lúc gió đạt ngưỡng cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét. Do vậy mà bà con ngư dân cần lưu ý khi tổ chức đánh bắt hải sản ở khu vực này. So với các vùng biển ven bờ khu vực Trung Bộ, thì vùng biển phía đông của Nam Bộ, khu vực từ Bà Rịa, Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau lại có cường độ gió Đông Bắc mạnh hơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển này thì gió Đông Bắc duy trì cường độ ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, gây sóng cao, biển động. Phải từ đêm mai 21 tháng 12, cường độ gió trên khu vực mới suy giảm, tình trạng biển dần ổn định trở lại. Chuyển sang khu vực biển ở phía tây của Nam Bộ là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực này cũng có hướng Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu nên biển êm. Thời tiết cũng nắng ráo với tầm nhìn xa thoáng, bà con có thể yên tâm tổ chức các hoạt động khai thác hải sản và những chuyến tàu từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc cũng không gặp trở ngại bởi thời tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.